từ núi Thiên Yên Tử, Quỳnh Hương xin được chào đón quý vị và các bạn đang đến với chuỗi 28 ngày thực hành gửi niềm lành cho tất cả. Đây là một dự án truyền cảm hứng sống tích cực và tốt đẹp của nhà Make Your Inspiration với sự đồng hành của Bồ Tát Lực Om, trưởng dưỡng từ những niệm lành. Và tada, ngày hôm nay là ngày thứ 28, cũng là ngày cuối cùng trong chuỗi thực hành 28 bài gửi niềm lành cho tất cả. Ngày hôm nay ta đã có một cái sức mạnh gần như là toàn vẹn để bạn có thể tự tin gửi niệm lành và tình yêu thương đến với tất cả. Chúng ta cảm thấy biết ơn rất là nhiều vì đã đủ duyên và đã đủ tính kiên trì để đi xuyên suốt 28 ngày đặc biệt này. Và chúng ta sẽ nguyện dùng cái năng lượng của lòng biết ơn để có thể gửi đến niệm lành và tình yêu thương. Lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, sung túc và bình an đến với tất cả những ai đang cùng sống với mình trên cùng một đất nước, trên cùng một quả địa cầu, tất cả muôn loài đang cùng sống với nhau trên thế giới này, gửi niệm lành cho tất cả. Các bạn thân mến, Quỳnh Hương tin chắc rằng các bạn cũng đã nhận được cái sức mạnh về tình yêu thương và gửi niệm lành, chan hòa và tràn ngập trong cõi lòng của mình sau 28 ngày này. Các bạn có thể quay trở về làm lại bài tập đầu tiên nếu các bạn muốn, hoặc các bạn có thể gửi niệm lành như là một phản xạ có điều kiện đến tất cả muôn người, muôn loài, với tất cả những ai các bạn gặp trên đường đi, trong cuộc sống, cho tất cả mọi nơi và bất cứ đâu. Quỳnh Hương ước mong gửi được năng lượng lành từ đỉnh Yên Tử vào thời khắc này đến cho tất cả các bạn đang kết nối với Quỳnh Hương qua màn ảnh nhỏ. Gửi niệm lành cho tất cả, yêu thương các bạn. Bột gạo Lức Om, trưởng dưỡng từ những niệm lành.